không cần cháy to đâu, không cần cháy to, nhưng mà do là cái nòng thép ở bên trong này nó rất là dày, cái nòng thép bên trong của nó là 8 ly cơ mà, nên là tuy chúng ta đốt rất nhỏ này nhưng nhiệt độ đầu ra rất cao. Ông Minh đẩy này cho đâu. Đấy, bây giờ em sẽ đo nhiệt độ đầu ra cho các bác xem nhé. Đấy, nhiệt độ đầu ra này các bác thấy chưa, toàn là hơn 200 độ này. Đấy, 246 độ này các bác nhá. Đấy, bên này anh thế này, nhiệt độ rất cao luôn các bác. Với một cái chiếc mà nò sưởi, nò sưởi đa năng, nò sưởi sấy sưởi đa năng này, vừa chạy được bằng dầu thải này, rồi chạy nhớt thải rồi than bùn, than đá, rồi củi các bác nhá. Cái nò này nó chạy được rất là nhiều loại và nó rất là tiết kiệm, rất là tiết kiệm nhiên liệu và sinh ra rất là nhiều nhiệt cho các bác luôn. Một chiếc nò như thế này sẽ giúp cho các bác tiết kiệm được khoảng độ 2 phần tiền điện. Ví dụ các bác dùng tiền điện hết 100.000 một ngày để sấy sửa thì dùng cái thằng dầu nhớt này nó chỉ hết tầm độ 30.000 thôi các bác nhá. Mà công suất của nó sử dụng nó là còn được nhiều hơn. Thì ngay bây giờ đây này, em Hữu sẽ kiểm tra cái nhiệt độ đầu ra để cho các bác thấy được rằng tuy là chúng ta sử dụng dầu nhớt nhựa đốt như này thôi nhưng mà nó thực sự là nhiệt độ đầu ra của nó là quá mạnh các bạn. Thứ hai là nó không có khói, nó không ảnh hưởng gì đối với cuộc sống của người dân xung quanh các bác nhá. Nên các bác là cứ yên tâm mà sử dụng. Thứ ba là không bao giờ xảy ra tình trạng cháy nổ các bác. Đó, cái nò này các bác nhìn thấy xem, nó có một cái quạt để cấp oxy này, đây cấp oxy đốt, và một cái quạt là để cấp không khí lạnh vào trong này để lấy không khí nóng sạch cho các bác nhá. Nó có hai cái này đây các bác nhìn xem này, hai cái đầu ra luôn, hai cái đầu ra. Và ngay bây giờ đây em Hữu sẽ kiểm tra cái nhiệt độ đầu ra của nó để cho các bác xem là cái nhiệt độ của nó như cao như thế nào các bác nhá. Đấy, em Hữu giờ em Hữu sẽ kiểm tra cái nhiệt độ đầu ra của nó luôn. Cái này của nó là hơi mờ các bác. Đấy, đây nha. Em sẽ kiểm tra cái gió ra của nó này. Đấy các bác nhìn xem, cái gió ra, cái nhiệt độ đầu ra của nó lên đến tận nó 270 mấy rồi này. Vì là thực sự của nó hơi mờ các bác. Này thì đấy, em đặt xa xa các bác có thể nhìn rõ này. 229 này. Bên này này. Đấy, nhiệt độ đầu ra của nó này. 238 các bác nhá. 238 này. Đó, nhiệt độ đầu ra của nó rất là cao luôn các bác. Toàn 230, 232 đó. Các bác thấy chưa? Không khí, nhiệt độ đầu ra của nó rất lớn các bác nhá. Đấy ông Minh ơi, ông Minh mở cháu cái nắp bên trên này ra xem. Tuy chúng ta cho nó cháy niu diêu thôi mà nhiệt lượng đầu ra của nó cực kỳ lớn luôn các bác. Đây, tôi mở cho nó xe các bác. Đấy các bác nhìn này, cháy rất nhỏ nhá. Đấy, cháy rất nhỏ này, không cần cháy to đâu, không cần cháy to, nhưng mà do là cái nòng thép ở bên trong này nó rất là dày, cái nòng thép bên trong của nó là 8 ly các bác, nên là tuy chúng ta đốt rất nhỏ này nhưng nhiệt độ đầu ra rất cao. Ông Minh đẩy này cho đâu. Đấy, bây giờ em sẽ đo nhiệt độ đầu ra cho các bác xem nhé. Đấy, nhiệt độ đầu ra này các bác thấy chưa, toàn là hơn 200 độ này. Đấy, 246 độ này các bác nhá. Đấy, bên này anh thế này, nhiệt độ rất cao luôn các bác. Đây này, em Hữu vẫn đang và các anh em ở bên trong xưởng vẫn đang tiếp tục thi công cho các bác những cái nò sấy chăn đệm này, rồi nò sấy dược liệu. Đợt này là thời tiết nó ẩm ấy, thời tiết nó rơi vào tháng mùa mưa. Đấy các bác quan sát đây, thời tiết đợt này nó đang mưa các bác nhé. Những tháng này là tháng ra riêng ấy, mưa phùn gió bấc thì thời tiết của nó mưa rất là nhiều á. Mà thời tiết mưa nhiều như này thì các bác ấy, những cái bác nào các bác làm dịch vụ chăn đệm cũng như là dịch vụ sấy dược liệu đó là thứ để bán thì là nó thời tiết nó rất là ẩm, nó không thể nào mà nó có thể khô được ấy. Thì các bác ấy cần những cái mà giúp cho các bác ấy sấy khô nhanh để các bác có thể phục vụ kịp cái quá trình sản xuất. Thì em Hữu đang làm cho các bác những cái chiếc nò sấy thì nó có loại nò sấy bằng củi cũng như là nò sấy bằng nhớt nữa nhá. Đấy, rất là nhiều đấy các bác thấy chưa, rất là nhiều loại, nó đủ kích thước khác nhau luôn. Thì tùy theo cái nhu cầu của các bác sấy những cái diện tích như thế nào thì em Hữu sẽ làm cho các bác những cái nò sấy nó phù hợp cho các bác. Đấy các bác có thể thấy đây. Còn bên này là những cái chiếc bếp D14 là sắp sửa hoàn thành thôi nhá.
Như các bác biết đấy, cái năm 2021 này là chiếc bếp D14 và D16 là hai chiếc bếp mà được gọi là được thị trường gọi là chấp nhận, được thị trường tin tưởng và sử dụng, nó gọi là bán cháy hàng luôn. Còn đây, bên này là những cái chiếc lò sấy ạ, loại dày có, loại cực dày có, ví dụ như loại này là loại 8 ly cơ, còn loại bên này nữa là loại 4 ly cơ nhá. Đó. Đấy, đường kính từ to tới nhỏ loại nào cũng có ạ. Đường lò sấy hai lớp đây, những cái lò này là lò sấy của nó thẳng mét tới 1 mét thôi nhá. Rất là rộng luôn. Đây. Bên này nữa cơ ạ. Làm là anh em đang cố gắng làm để cho nó kịp hàng. Thì hôm nay là em Hữu đang làm cho các bác một cái lò sấy quần áo hai lớp các bác nhá. Lò sấy quần áo hai lớp bằng không khí sạch các bác ạ. Thì hai lớp thì đây, nó sẽ là cái lớp này của nó là cái lớp vỏ các bác nhá. Lớp vỏ này của nó là dày 4 ly này các bác này. Đó, đây là một cái lớp vỏ của nó làm bằng thép này, dày 4 ly này. Đó, còn bên trong này nhá. Bên trong này của nó là một lớp vỏ thứ hai. Đây. Bên trong này của nó còn một lớp vỏ nữa, đó chính là lớp vỏ này các bác này. Đây. Cái lớp này của nó độ dày của nó là 8 ly các bác nhá. Đấy. Độ dày của nó là 8 ly các bác. Đây này, cái độ dày là thép chịu nhiệt dày 8 ly này. Vì là cái lượng thép ở bên trong này quá dày. Đấy, cái nõi thép ở bên trong này của nó dày dày đến hàng cm cơ các bác. Đấy, thế nên là không lấy được cái máy bình thường là cái máy plasma chúng ta không thể quét, rất khó để quét cái này, nên là quét bằng oxy cho nó nhanh. Cái thằng thép mà nó dày như này, các bác thấy đấy. Nhưng cái thằng thép nó cực dày như này, và những cái nõi cái lòng vớ của chúng ta nó phải làm dày như này các bác nhé. Lý do tại sao phải làm dày như này, bởi vì thứ nhất là cái lò sấy sưởi này là những cái lò mà chúng ta đốt liên tục, đốt suốt ngày, đốt từ 8 cho đến 12 tiếng một ngày, thậm chí là 24 tiếng một ngày luôn các bác. Nếu mà chúng ta không dùng cái loại thép dày, thép chịu nhiệt, thép tốt thì nó sẽ bị rất là nhanh hỏng các bác nhé. Thứ hai, chúng ta dùng cái thép tốt này thì sau khi nó nóng đỏ lên, cái thép nó nóng nó sẽ giữ nhiệt bên trong này rất là lâu các bác. Thì cái nhiệt lượng của chúng ta nó phát ra đều hơn, nóng hơn. Thứ ba là cái thằng thép dày này nó chỉ tốn một tí nhiên liệu đầu tiên thôi, nhưng mà về sau thì càng dùng về sau thì nó càng tiết kiệm nhiên liệu hơn các bác nhé. Đấy, lý do tại sao là những chiếc lò giá trị cao, những chiếc lò đắt tiền thì bao giờ người ta cũng làm bằng một những cái chiếc thép dày cơ. Lò này hoàn toàn là lò hai lớp bếp các bác ơi, về các bác. Đây là một chiếc lò là để sấy gỗ các nhá. Đấy. Sấy gỗ này. Còn bên này nữa. Bên này là những chiếc lò mà về để phục vụ sấy dược liệu, rồi sấy chăn đệm quần áo các bác. Mùa này đang là mây mưa suốt ngày các bác nhá. Nên là không có nắng để mà phơi bắt buộc của chúng ta phải sấy thì chăn đệm nó mới quần áo nó mới thơm tho được. Bác ấy dùng là để sấy công nghiệp cơ. Chiếc lò em đang làm cho các bác ấy đây. Đấy. Lò này nó có hai quạt, loại này là loại to đẹp các bác nhá, to đẹp chất xịn luôn. Nó có hai quạt này. Đây, một chiếc quạt này là để thổi không khí sạch vào này, không khí lạnh vào, và một chiếc quạt này là để cấp oxy cho mọi người nhá. Quạt này đều là quạt là ly tâm cánh đồng hết các bác ạ. Đấy. Còn đây, bên trong là cái lò này là có đường kính phủ bì bên ngoài là 60, đường kính nòng đốt bên trong là 40. Đây. Đây là cái nòng đốt bên trong nhé mọi người nhé. Đây là nòng đốt bên trong là 40. Còn cái đường kính phủ bì bên ngoài này của nó, đấy, đường kính phủ bì bên ngoài này của nó là 60 cơ. Bên trong đây. Chúng ta cái nắp chúng ta mở ra mọi người nhé. Đấy. Đây, bên trong thì cái này độ dày của nó là 8 ly các bác nhá. Đây khoảng cách ở bên trong đây. Khoảng cách cái này này. Đây là cái độ dày của cái thép ở bên trong này là thép chịu nhiệt dày 8 ly, còn thép bên ngoài này của nó là thép chịu nhiệt dày 4 ly. Nó có tới tận đây, các bác nhìn thấy. Riêng cái lò này các bác cái đặt là hai ống gió sạch nhá bác nhá. Đây, một chiếc lò này cấp cho hai thiết bị khác nhau. Cấp cho hai cái lồng sấy cơ. Các bác về các bác để sấy máy giặt, tức là một cái thiết bị này nó có hai đầu ra này, hai cái đầu này là đầu không khí sạch, đầu nhiệt độ ấy. Còn cái đây là cái ống bên này là ống gọi là ống khói thôi nhá. Mình cứ gọi là ống khói đi. Cái này nó không có khói đâu, nhưng mà nó sẽ là cái ống khói. Thì ngay bây giờ đây thì em sẽ đốt để cho mọi người xem thử. Đấy, để cho kiểm tra cái đốt để kiểm tra trước khi đi, trước khi vận hành xem mà nó có trục trặc gì hay không thì mới gửi đi cho các bác. Có gì thì con sẽ còn phải sửa chữa. Ở đây nó còn một cái đường ống ở đây. Đây, nó còn một cái đường ống ở đây là cái đường ống để nối nhớt vào đây mọi người nhé. Nó sẽ có bộ phận nối nhớt đi kèm. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ không nối cái bộ phận này. Còn đây, can đây là can nhớt dầu thải đây.
Đấy, bây giờ thì mình sẽ tiến hành, mình sẽ cho nhớt ở bên trong này để mình đốt mọi người nhé. Đó, mình đốt với thời gian đốt của mình là 15-20 phút thì mình có thể đổ trực tiếp nhớt ở bên trong này mình đốt. Còn nếu mà đốt dài thì mình sẽ đốt về nhà các bác, đốt dài thì các bác sẽ nắp cái đường nhớt vào đây. Đấy, nắp đường nhớt vào đây để cho nó chảy vào là nó sẽ ok các bác nhé. Đấy, mọi người nhìn thấy đây là dầu thải, nhớt thải các bác nhé. Nếu mà mình rồi đốt thoải mái, đốt từ đây đó mọi người, tức là nếu mà mình đốt trong vòng gọi là 15-20 phút ấy, mình có thể đổ trực tiếp vào đây mình đốt được. Còn đâu nếu mà mình đốt lâu thì mình sẽ cho nó đi qua cái đường dây ở đây, nó có cái đường dây dẫn nhớt ở đây mọi người nhé. Đây giấy đây đó, sau mà chúng ta sẽ dùng những cái giấy này chúng ta cho vào đây để chúng ta mồi mọi người nhé. Đây, chúng ta sẽ cho giấy bìa cắt tông vào đây để chúng ta mồi. Này chưa đủ. Sau khi nó cháy lên thì chúng ta sẽ bật quạt. Đấy, mọi người nhìn thấy nó cháy chưa? Bắt đầu khi nào nó cháy to lên thì chúng ta sẽ bật quạt. Thì cái giấy này nó nóng, bắt đầu nó cháy thì quạt gió nó thổi vào thì cái giấy này nó sẽ tạo ra nhiệt độ sẽ làm cho cái nhớt này nóng lên và nhớt nó sẽ bốc thành hơi, cái dầu thải nhớt thải nó sẽ bốc thành hơi và bắt đầu nó mới bốc cháy được mọi người nhá. Chứ còn cái nhớt thải này là tự dưng nó không bao giờ nó cháy cả, chúng ta có đổ ra chúng ta đốt nó cũng không cháy. Nó cháy ở đây là do nó được cái giấy này nó dẫn lửa, nó tạo thành hơi, thành khí, bắt đầu nó mới cháy mọi người nhé. Chứ tự dưng cái nhớt thải này là nó không bao giờ nó cháy hết. Lúc chúng ta mồi thì nó sẽ là có một chút khói và cái khói này nó có phải giấy. Còn nếu mà chốc nữa chúng ta đốt thì nó sẽ không còn một chút khói và nào nữa mọi người nhé. Cái này là đốt không khói luôn, cho nên là không bao giờ là quá trình mình đun nấu mà ảnh hưởng tới mọi người xung quanh cả. Đấy, chúng ta sẽ cắm quạt. Quạt này đấy, quạt này là chúng ta cấp oxy cho buồng đốt nhá. Đây. Bắt đầu nó cái buồng đốt này là buồng đốt 40 nên nó sẽ hơi rộng. Buồng đốt 40 thế nên là mồi nó sẽ là hơi chậm hơn buồng đốt nhỏ hơn một chút nhá. Buồng đốt 30 thì sẽ mồi nhanh hơn. Nhưng thằng buồng đốt 40 một khi nó đã cháy rồi thì nhiệt độ của nó cao hơn rất là nhiều. Bắt đầu mọi người nghe tiếng nó phát ra chưa? Tức là nó sẽ phát ra tiếng ù giống như gạo ấy. Đấy, bây giờ sẽ đậy nó lại. Ok. Tạm thời mọi người phải đậy nó lại mọi người nhé. Đấy, mình sẽ đậy lại như này. Đây là bắt đầu nó đang cháy, công suất này đang là công suất 1/4 các bác nhé. Tức là công suất nó đang cháy ở 1/4 thôi. Chứ nó chưa cháy đạt công suất của nó. Nó sẽ cháy mạnh gấp 4 lần như thế này. Đây là chúng ta sau khi chúng ta đậy vào, chúng ta mở ra thì nó sẽ như này đây. Càng ngày dần dần là nó sẽ cháy càng mạnh. Đó. Để cho mọi người xem là cái sức cháy của nó cực kỳ lớn mọi người nhá. Cháy của nó lượng nhiệt đấy, các bác nhìn xem à. Sau khi nó cháy đâu đấy rồi thì là nó sẽ không có một chút khói nào hết. Đây. Bao để quan sát, đây là ống khói của nó nhá. Ống này của nó đây. Đấy các bác thấy đấy. Đậy vào, ông Minh đậy vào đi. Ok. Đây các bác có thể quan sát cái phía này đó chính là ống khói của nó hiện tại là các bác có thể quan sát nhá, không có một chút khói nào hết. Còn đây, bên này là hai cái ống gió sạch của nó. Ông Minh cắm điện vào đi. Đây. Sau khi chúng ta nó nóng rồi thì chúng ta bắt đầu cắm cái quạt thổi gió sạch của cho nó nhé. Nó nóng đấy. Đây. Ok chưa? Đấy. Và nhìn xem nha. Đấy, đây là hai cái. Đây này, bây giờ ok chưa? Bây giờ ông Minh lấy cái tờ giấy, mỏng để cho mọi người xem nha. Nó hai cái đấy nhá. Bên này là nó có hai đường luôn mọi người nhá. Chạy một phát cả hai thiết bị luôn. Đấy. Nhiệt độ bên trên này rất là cao. Nên vừa bật vừa phát mà đã nhiệt độ rơi vào tầm 70 độ C rồi mọi người nhá. Ok.
đây, riêng một cái con nò này nó chạy hai ống đấy. Đây em sẽ thử cho mọi người xem nhé. Đây mọi người thấy chưa này. Đấy đây này, hai ống nhá, ống bên này thế, đây cách rất là cao mọi người nhìn này. Đấy quạt cực kỳ khỏe luôn các bạn, này quạt này quạt siêu tốc cả hai họng luôn. Một nò này cấp cho tận hai máy các bác nhá, hai thiết bị sấy luôn, hai lồng sấy luôn. Đấy đây là nò không khí sạch đây, đây khí sạch nhá, bịt lại cho mọi người xem nhá. Đây mọi người thấy chưa, không khí rất sạch nhá mọi người nhá, không khí này là không khí 100% này. Đó mọi người thấy chưa, không khí 100%. Còn đây thằng khói ở đây, đây đầu này là thằng khói nó đi ở đây nhá mọi người nhá. Đấy đấy, đây là thằng khói, thằng khói thì nó sẽ có như thế này,